Các bạn, hôm nay máy chúng cũ trong com sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy chiếu cường độ sáng cao mà giá khá rẻ. Đó là cái mẫu máy EQ LCXL200 nha. Con này có cường độ sáng là 6000 lumen. Sử dụng công nghệ 3LCD. Hiện tại đang chiếu cái màn chiếu khá lớn nha các bạn. Con này có ưu điểm là cái cường độ sáng tốt và màu sắc khá là đẹp. Màu sắc khá đẹp luôn các bạn ạ. Và có thể chiếu được cái màn chiếu kích thước khoảng 150 tương đương với 3 m. Tuy nhiên thì nó có cái nhược điểm là kích thước nó hơi to các bạn, và con này nó nặng khoảng gần 10 kg, trên dưới 10 kg. Vỏ của nó thì trông nó hơi cũ rồi nhưng mà nó không có bị bể, không bị móp gì cả. Giá bán con này hiện tại chỉ khoảng 3 triệu thôi các bạn ơi, khoảng 3 triệu thế, nhưng là vẫn được bảo hành, chế độ bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 các bạn. Thông tin chi tiết về dòng máy chiếu này thì các bạn tra trên cái trang web là maychucu.com nha. Tên của nó là EQ LCXL200 này, model máy nó nằm đây nha các bạn. Con này đầy đủ cổng ăn chơi hết, các bạn thấy phía đằng sau này khá là nhiều cổng ăn chơi luôn. Dòng này thì các bạn có thể sử dụng ở ngoài trời để trên bàn cũng được, lắp đặt thì nó hơi khó chút tại vì nó hơi to, nên là nếu lắp đặt thì các bạn phải để trên cái kệ nó chắc chắn một chút. Và thường là chúng ta để trên bàn hoặc trên kệ thì chiếu ok. Hiện tại tôi đang chiếu ở cái khoảng cách khoảng 4 mét hơn và cái màn chiếu có chiều ngang gần 3 mét các bạn, thì hình ảnh khá ok các bạn ơi. 6000 lumen, phân giải chuẩn XGA và hỗ trợ độ phân giải 1.80. Đây, các bạn có thể check thêm thông tin trên trang web là maychucu.com nha các bạn, maychucu.com. Hiện tại cái giá bán là chỉ 3 triệu đồng thôi, đang có khuyến mại màn chiếu đến hết ngày 20 tháng 11.